Bà lại ra đây và báo giá những cái cây ở trong kia à? Nhiều cây lắm. Cứ đi 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 cùng đi cho nó. Là mới lên cây me to này à? Cái me này là bao tiền đấy bà? Đây cái me to đùng này này. Cái kia bà bán rồi. Bán rồi. Bán bao tiền? Đây này mày xem cái này. Vừa mới lên đã bán rồi. Nhanh thế. Bán rồi. Bán bao tiền nhỉ? Có mấy ngày bán 40. 40. 40 giờ về không mua rồi. Ừ. Bán rồi thôi. Ổn nhiều quả hôm trước có quay đi. Cây có cây ngọc anh, ngọc bút này to thế nhỉ? Ngọc anh. To. Đẹp lắm. To. Làm kính gốc ma mù. Này là biệt phủ trông. Cái biệt phủ. Đấy, nhìn cái cây me kìa. 40 triệu đã bán rồi nhá. Đây còn cây này thì bao tiền bà? Cây này bán này cũng 25 triệu. À, đặc biệt tay cành cậu. Này tỉa tỉa qua qua cái nhìn nó dễ. Tí là nó khó quay phim ấy. Một cây me to và dài đấy các bác. Cao độ không biết có được 2 mét không từ mặt chậu lên. Đáng thế thì nó cứ lên tự nhiên thành lùm này thôi. Xong rồi phân cây cành thôi. Đấy. 25 triệu. 25 triệu. Cây to nó rất là khó quay các bạn. Quay gần thì nó chỉ nhìn được một chỗ, mà quay xa thì nó lại rậm rạp um tùm. Đấy, đang đi mua cây đấy. Đang giao dịch mua cây ở đâu đâu. Mấy cây này vừa hỏi các bạn nhé. Cây Hải Châu này 3 triệu. Cây ổi 5 triệu. Giờ đi vào cây bên trong ấy. Có cây si này tôi cũng phải vẩy vào đây. Là cây si tai chuột. Tai chuột búp hồng các bạn. Tai chuột búp hồng. Và cái dòng tai chuột thì dăm của nó rất là dày các bác. Và nó nhìn có nghĩa là các bác nhìn cái là các bác thấy nó biết ngay là dòng tai chuột. Lá nó hơi hơi dài dài một chút và tròn tròn như này. Đấy, như này đặc trưng. Và nhỏ, lá nhỏ thôi. Tốt lắm nó chỉ bằng này thôi. Đấy. Và cái nhìn cái dăm, cái nước dăm của nó và cái nước da ấy. Khi mà các bác cắt ấy, thì nó phun ra, nó cứ phún phún ra này. Đấy, là si tai chuột. Lá nó như cái tai chuột các bác. Tai chuột nó cứ tròn tròn dài dài ấy. Đấy, thì cứ cây này thì bà ấy vừa vào làm. Chết quên nhà bao nhiêu. Vừa mới hỏi trước đấy khi vừa nãy có hỏi một loạt nhưng bây giờ lại quên mất. Bác nếu mà không nhớ thì xem lại đoạn đầu nhá. Cái đoạn video kia kìa. Đấy, chi tay cảnh này, cây này thì nó như là cái nó là giống làng các bác, giống làng tông cao. Nó có những cái rễ buông này rất khỏe. Đấy. Giống làng tông cao, thậm chí cây này mà múc về thì có thể nếu mà thích chơi mini thì có thể cắt được một loạt. Đây. Làm một loạt này, hạ cái này làm một cây. Hạ thế này, cái này là một cây. Riêng cái tay hoành này, cái tay này đã là một vài cây rồi. Đó đấy. Tất nhiên như thế thì nó phá hỏng cái cây này thôi. Nhưng mà tùy cái sở hữu của mỗi người. Tùy cái sở hữu với lại cái sở thích của mỗi người. Đây. Những người chơi lùn thì lại chỉ lấy cái đoạn này. Thế nhưng mà đến bao giờ cho nó có bệ khi mà cắt ra. Đấy. Thân để này thì nó cũng rất là hoành tráng, rất đẹp rồi. Biển nữa các bác nhé, ở bên trong miền Trung ấy nó rất là nhiều cái si tai chuột này các bác. Với cái thứ hai là các bác nhìn chất chậu cát nhìn là biết là nhập ở đâu về các bác nhé. Miền Trung cát vàng này, toàn trồng bằng cát vàng thôi. Đấy, còn nhập ở đâu về thì không quan trọng là cây có đẹp hay không và mình có mua được hay không thì thôi. Chứ còn đấy là một số cái đặc điểm nhận dạng mà mình biết là nó ở đâu ra. Đấy. Đất cát, cát vàng. Và hay có những cái khay kiểu như này. Và cây si tai chuột.
Cây này thì đúng là phải xoay theo cái chiều này. Thì tôi đứng nó quay dễ, thì có tí đây tôi có rất khó quay. Nhưng mà giờ sơ sơ như này là bác nhìn thấy dáng thế này là. Đấy. Buông vách xuống này. Buông vách và người ta kết thành những cái vách nó to, nó khỏe hơn. Cứ để những cái rễ này này. Rễ cám mà nó rất hay dễ bỏ những cái chi ở trên này đi các bác nhé. Chi tay chuột nó hay bị bỏ cái chi lắm. Hay bị bỏ chi và bỏ răm. Nhưng mà biết chăm thì lại rất là đẹp. Đấy. Biết chăm thì rất là dễ và đẹp. Đây. Từ dưới bệ lên nhá. Bệ thì nó bình thường, nó không có gì đặc biệt. Lên nhá. Và lên. Nó kiểu như cái trực lắc ấy các bác. Kiểu như cái trực lắc lên. Phần chi lên. Xong giật lấy cái ngọn. Đấy. Cái này lọc ra thì nhìn nó sẽ dễ hơn. Xong cái này các bác nhé. Cái túc này cũng hay, nhìn sạch sẽ. Cái túc, túc đỏ. Rất giòn. Còn Vững ơi, mấy cây này bao tiền nhỉ? Cái túc này bao tiền nhỉ? Cây này gì? Nhuối gì? 20 gì? Còn cái cây này vừa nãy bảo bao nhiêu tiền quên rồi. Cây này vừa nãy bảo bao nhiêu quên mất rồi. 12 triệu. 12 à? Thế còn cây này, cần thang này. Cây cần thang 7 triệu. Cây túc kia. Cây túc cứ 5 triệu. Ừ. Tháng cổ. Đấy, cây này. Còn người ta cũng còn lên xuống nữa chứ. Rồi. Được, cây được đấy. Cây này sáng bán. Sáng bán rồi. Bao tiền đấy bà? Chắc 15 triệu. Vừa về đã bán rồi. Nhanh. Bán nhỉ? 2 cây, cây này bán rồi. Đâu? Là cây me ấy gì? Bán nhanh quá nhỉ? Mới về tối hôm qua còn đang vất lý với lũ. Đấy. Đỡ phải bày. Cây này bày ra rồi đẹp nhưng thôi thằng này nó cứ giả nỉ nhèo lắm nữa. Thế là bán cái cây chắc này 15 triệu rồi. Còn cây xanh này hôm bà bảo bao tiền nhỉ? Năm điện xịn. Cái thời Hoàng Kim là mua 150. Được. Đây là 50. Nắng bằng 1/3. Cái này là này, này, cái xanh trắng này. Cái xanh tím này. Sáng nó đỏ vàng nữa. Đấy, cứ nói tiền luôn. Tiền luôn. Cái là bán 5 triệu. 5 triệu. Cái đề này bao tiền mà? Cái đề bán 3 triệu rưỡi. Cái gì là lá đỏ này 3 triệu rưỡi. Xem là còn cây gì nữa. Cái cây đè bóng to to này bao nhiêu? Cái đè bóng to 15 triệu. 15 triệu. Cái đè khủng đấy. Đúng rồi. Được. Đấy. Nhiều cây đẹp không? Cây này được. Những cây 5-300 cũng có. Có hết. Nhưng ý là quay cây đẹp đã. Những cây kia thì người ta ra thì nhìn thấy ngay. Đấy, cây này thì đứng ở dưới này không bị ướt rồi. Được, cây này được. Cây đẹp mỹ mãn. Chậu tiếp ổn định. Mày hộ cô cây này có lôi có úp lại chậu. Từ. Lôi cái gì kìa? Cây này đây mẹ chúng nó đã. Cây này hả? À? Ừ, nè. Nữa đi, nữa ra tí nữa. Chắc đẹp này thì cứ để dưới đất. Được chưa? Tí nữa mới được, cái chậu to được. Đấy, cái chắc ấy phải cho cái đôn. Đấy. Cái ý có tiền đấy. Mấy triệu nhỉ? Cái chắc này á? Bán 3 triệu thôi. Cái đề đẹp đấy, nhìn sạch sẽ. Đề đẹp mà. 15 triệu. Nhiều cây đẹp chứ. 15 cây triệu. Vâng, cây quay hết rồi. Đấy, cây này đứng ở dưới bóng được này, cây cổ thụ. Cây này, cái xanh trắng này, sáng nó mới đẹp thôi. Đẹp đấy. Cái
cây này thì nó đẹp ở cái chỗ là nhìn nó tự nhiên các bạn. Đó, thấy cái bóng cổ thụ thu nhỏ chứ nó không có gì đặc biệt đâu. Thực tế là nó không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là một cái cây thường ấy, những cái cây mà to ở ngoài thiên nhiên là mà có dáng thế như này nó phải rất cao to, nhưng mà đây nó thấp như này thôi, nó thấp chỉ tầm mặt chậu lên chắc thì tầm mét 6 thôi. Như đây. À, nhìn cảm giác nó tự nhiên các bác, nhìn nó tự nhiên. Thứ hai là chậu nó trồng cũng một thời gian này rồi, cốt kia có rồi, nó không bị xê dịch riết gì cả. Đấy, cây này ổn đấy. Làm bóng cho nó dày nó đẹp lên thì là chơi thôi. Này tôi quay ngược lên cho bác xem. Đấy là cái bóng của nó. Là cái cây tạm gọi là cây bồ đề đi. Tôi cứ gọi thế cho nó dễ. Chứ bây giờ phân biệt biết nó lằng nhằng. Các bác thì gọi là lâm vồ. Thì cứ thôi cứ tạm gọi là bồ đề đi. Họ hàng bồ đề. Đấy là một cây hay. Và cái cây chắc này thì nhìn này các bác, nhìn này, cái nước ở miền, cái nước thời tiết với lại cái khí hậu ở miền Trung ra lá nó rất khác, nhưng về miền Bắc thì một thời gian lá nó lại khác, trong lá rất là sáng, nắng nhiều lá rất sáng. Đây ra miền Bắc thì nó sẽ sẫm lại như này, kiểu như là bị ở bò trong bóng tối đấy. Thì đây cây chắc thì chắc là cũng một người nào đó đại gia và biết chơi mua cây này. Trong miền Trung thì nó rẻ lắm các bác, người ta trồng được nó rẻ đấy, thì ở đâu không có thì nó đắt thôi. Đấy, đấy các bác nhìn này, đậm chất miền Trung đây, cát vàng, toàn bộ bằng cát vàng, cả những củ to này có mỗi tí cát này, sống rất là khỏe, nhất là chắc này sống rất khỏe. Có mấy cây khá ổn. Cây xanh này tôi cũng thích cây xanh. Thực ra tôi thích nhất cây xanh này. Nhưng mà nó thứ nhất là to, thứ hai là tiền nó cũng cao. Đây, cây dưới đây. Cây dưới đây như bà là chữ tâm này. Mình nhìn thấy như người đàn bà chồng mông ấy. Đúng người đàn bà chồng mông, hai chân hay gì cần gì nữa, mông đây rồi, đầu đây rồi, tay chân hay là buông tóc gì đấy thì tùy tưởng tượng. Đó. Nên nó cái phía dưới cũng hay đấy. Đó. Cái túc đây. Rồi, các bác nhé. Hôm nay có nhiều cây hay, hôm nay có nhiều cây được.